Mở đầu đó là chuyện ngắn kiếp trước Mời các bạn cùng nghe Lúc ấy là 12 giờ trưa Những con trâu cày ở đồng làng tụ tập về quanh gốc đa dâm mát đầu làng Mấy con trâu chìa lại lưỡi ra để liếm Cứ như gặm đất Bởi chỗ ấy chỉ chưa đá sỏi Trong đàn có một con trâu thiến to còn tốt tướng già càng bóng nó tách ra khỏi đàn đang nằm nhai lại một cỗ xe ngựa đi qua trên xe người ta chở phân bò đã khô người đánh xe thấy mệt vì nắng đã điều khiển cho ngựa và xe ghé vào gốc đa ngựa thấy con trâu to nhất đàn nằm nhai lại cặp mắt trông buồn xa xăm chắc là trâu đang có tâm sự uất gì chăng muốn mau mộn thích làm quen nên ngựa đến trước mặt châu chào anh tôi thấy hình như có điều gì đó uất trong lòng nên sắc mặt anh buồn lắm châu ngừng nhai uể oải trả lời tôi á <laughs> buồn lắm vì tôi không phải là châu thường ngựa ngạc nhiên không là châu thường thì là gì châu nào mà không phải gặm cỏ cũng như tôi đây Ngựa là ngựa Làm gì có ngựa thường với không thường Châu nhỏ nước mắt Sụt xịt nói đứt quãng Giống như người có tật nói lắp Tôi tôi, tôi tôi là châu Châu này này là do người biến thành Đến lượt ngựa lại ngạc nhiên hơn Thế hả Tôi tưởng châu là đồ xúc vật chứ Thì ra lại có châu do người hóa thành Thế thì vui chứ sao lại phải buồn thế Châu hóa à khóc một lúc Rồi kể lẻ dài giọng Ngựa à chấp nối lại Thành một đoạn dễ nghe như sau Người hóa châu Lẽ ra phải oai hơn châu thông thường Nhưng lại bị coi khinh nữa chứ Anh có thấy đau lòng không Ai bắt anh hóa châu Diệm vương chữ ai Ngựa giật mình Lão Diệm Vương ghê thật Thích cho ai làm kiếp gì thì cho Mình cũng đường đường là người Cũng bị lão già ấy bắt hóa thành con ngựa Thàn ôi Nếu hóa thành ngựa ở khu du lịch Chở khách tham quan chụp ảnh thì còn tốt Hoặc hóa thành ngựa chiến dũng mãnh Như chú ngựa thành tư đoà Cưỡi trên lưng ta là các dũng sĩ ra trận đánh giặc Lại càng oai Vậy mà mình lại bị hóa thành quân ngựa này Ngày ngày chở cứt đáy trăm thứ bà dần Đã thế người ta còn hoạn mẹ nó hai hòn cả rồi Đem gâm rượu để thành một thứ bổ dưỡng Cho lũ đàn ông sinh hoạt tình dục mạnh hơn Sướng hơn đã hơn Gọi là rượu ngọc dương Trời ạ à. Xưa này cùng cảnh ngộ Người ta thường dễ thông cảm và thương nhau Do vậy ngựa nói Châu rằng Mình cũng là người hóa thành ngựa đấy Châu đổi buồn thành vui nghĩ Thì ra không chỉ người hóa Châu Mà có người hóa ngựa nữa Nhưng bóng Châu xa sầm nét hạt hỏi ngựa Cái âm sắc tỏ vẻ căm hờn Thủy giả anh cũng bị Diêm vương cắt bỏ hộp số Cổ đau lắm Đau hơn hoạn nếu cắt chỗ khác thì có thể chịu được Đằng này là đàn ông hẳn hoi Mà nhìn lũ ngựa cái xinh đẹp Không mặc xiêm y không làm gì được Chỉ nuốt nước bọt đứng nhìn những con ngựa đực khác Chạy đến làm tình Chào ôi bất công qua Diêm vương ơi là diêm vương Ngại ác vậy hả trời Nghe ngựa kể xong Châu khóc giống một hồi rồi nói Kẻ có quyền thì thích làm gì trả được Kể cả việc họ bắt chúng ta thành kiếp xúc vật Tội cũng đau lắm Tưởng bị hóa kiếp thành châu Thì cái gì thuộc sở hữu của mình phải là của mình Vậy mà cái quý nhất cũng bị người ta lấy đi Của anh thì người ta ngâm rượu Của tôi thì bị người ta thái nhỏ Đem ướp giềng mẹ tầm thêm gia vị cho vào vị sắt đặt trên bếp lò nướng chín rồi họ uống rượu với nhau vừa ăn vừa khen ngon dạ màn qua <laughs> khi người ta có điều gì uẩn ức lại bàn để mà tâm sự nói ra được thấy nhẹ cả người ngựa tiếp luôn ngỡ là người ta biến thành xúc vật phải được hơn lũ xúc vật thông thường vậy mà chúng ta thua chúng nó Thùa đầu nhất ở chỗ chúng ta không được hoạt động được cái theo quy luật của tự nhiên. Tôi vẫn ăn cỏ trong máng, hút cám trong xô trong chậu. Còn anh vẫn gặm cỏ than hủy bất công qua. Cả hai lại khóc giống nên như bị mất cướp. Khóc chán Châu và Ngựa lại hỏi nhau. Châu hỏi trước. Nhưng này, nói khẽ thôi kẻo bọn châu tẩm thường đang ở quanh ta nghe thấy bị sao anh bị diêm vương hóa kiếp thành ngựa ngựa quyết định giấu kín điều bí mật nguyện đem theo xuống mộ lần thứ hai nên nói rằng tuổi lỡ đánh chết người nó dám xúc phạm đến tôi châu hỏi nó xúc phạm thế nào nó bảo tôi là kẻ cướp châu cười mũi khỉnh khịt bụng nghĩ thầm thì dài cây lão tham lam Biến thành ngựa đang đứng trước mình đây ạ à? Tưởng ai chứ tôi biết tổng ông rồi Thằng khỉ lại Giấu bố mày à bà châu nhớ cách đây một năm Châu xem báo Thấy người ta kể tội của ngựa như thế này Ngựa khi là người Tên thường gọi là vương đình tham Tham giữ quyền phê duyệt các dự án Kẻ nào muốn có dự án làm ăn Phải ối lộ cho ông sau hàng trăm lần nhận hối lộ tham tà rộng quá nhưng rồi pháp luật sờ gáy lão tòa đã xử tham tội trung thần uất ức vì không được ăn một mình mà phải chịu tội lúc tham bị bắt bọn người ăn theo tham để hưởng lộc liền quay đít tham hét lên bất tỉnh rồi đi vào giấc ngủ ngàn thu báo chí đăng thế châu có đọc còn cái đoạn diêm vương cho hóa thành ngựa như thế nào cho không biết chỉ có tham ngựa bây giờ biết đoạn ấy như sau tham kêu oan diệp vương nói cứ từ từ trình bày nếu oan ta sẽ giải oán ngựa tưởng chỉnh hết 30 mươi trang a 4 tóm tắt thế này Thừa diệp vương ở trên trần gian có anh bán cả rừng cả quảng mỏ dùng túng cho kẻ cướp thì không có tội tù còn con chỉ nể năng Mà ký thì bị tù tội Diệp Vương nói không có chứng cứ Thì không bắt tội được chúng Còn ngươi Tiêm vương đỉnh tham kia Chứng cứ rõ ràng ngươi chối sao được Còn việc này nữa Ngươi còn lấy tiền của dân của nước để bao cho lũ chân dài lũ hoa khôi mất nết có hay không dạ có nhưng không chỉ riêng con làm chuyện đó Quản cho con lắm Thôi Nệ nạn người khóc lóc Ta cho người hóa kiếp thành ngựa chở cứt đái phân cho Lại cho tốt Kiếp sau cho thành người nhé Tham buồn lắm Nhưng tự an ủi mình Là ta còn được sống để nhìn thấy thế thái nhân tình Dù chỉ sống kiếp kéo xe Ngựa hỏi Châu vì sao anh bị hóa kiếp thành Châu Châu cũng giấu tội của mình Do ngựa lười xem báo Nên ngựa không biết Châu xưa kia tên là Đinh Văn Gian Hạt kiểm lâm Gian đã góp phần Tàn phá tài nguyên đất nước Bằng cách dung túng bọn lâm tặc Phá hàng triệu hecta rừng Trong 17 năm Gã làm hạt à trưởng Giám đốc lâm trưởng Cũng phải sợ hắn Chủ tịch huyện cũng phải nể hắn Đinh Văn Gian rút chữ nhưng rất giỏi trong việc tính toán ăn cắp ở rừng tính toán lo lót tính toán xử sự, sự, với cấp trên cấp dưới xung quanh và với lâm tặc hắn ta mua nhiều bằng đại học bằng nào cũng đổi ra từ gỗ quý rốt nhưng hay khỏe mẽ hắn thường nói anh ghen là cha đẻ của thuyết duy tâm mao trạch đông là bố đẻ của bình đức hoài vậy mà vẫn có người nghe bởi những người nghe ấy rốt hơn hắn lão kêu gọi chống tham nhũng nhưng hắn lại tham nhất trong đông nam á nếu tính theo vị trí ghế ngộ đã tham thì thường kèm theo một tật xấu là sở hữu ngắn hạn hàng, hàng trăm phụ nữ xinh đẹp có hai mẹ con nhà kia đẹp đến nỗi đàn ông nào nhìn thấy cũng phải ngứa mắt ngứa tay hắn bật tật gã có hàng chục lô đất ở thành phố hai chục sổ tiết kiệm mỗi sổ từ 1 đến 3 triệu đô la đều mang tiền hắn. Vợ còn hắn, hắn bị bại lộ, bị xử bắn do một lần chim vợ cấp dưới, bị tay cấp dưới tố cáo. Chuyện vỡ lở hơn một chục cô gái chân dài chạy đến đòi chiếc của, đòi thừa kế, bởi cô nào cũng đẻ con với hắn. Anh trai hắn tên là Đinh Thật, chết ở tuổi 30 bởi cái thời bao cấp còn ngăn sông cấm chợ Nhân viên phòng thuế tác oai tác quái thị trường Đinh Văn Thật đã bậy bạ với một chị buôn trà Thái Nguyên Gã bắt hàng của chị ta Thấy chị đẹp Gã gã sẽ tha chị Nhưng chị phải cho hắn ngủ với chị một cái Chị này ra bờ đồng ý Sau đó đã báo cho chồng mình Địa chỉ mà chị với gã sẽ bậy bạ Chồng chị đã chấm chết tên thật Tên là Đinh Văn Thật nhưng lại không thật Giàn xuống âm phục cũng kêu quản Lỡ lúc Diêm Vương buồn ngủ Giàn lò lót cho các quan dưới quyển Diêm Vương Họ kêu cho Diêm Vương Ngài thương tình cho hắn hóa kiếp thành châu kéo cày Nhưng cũng như ngựa Châu cũng bị thiến Trở thành kẻ không giống ai Có một chuyện uất ức Mà châu cũng giấu ngựa đó là khi Châu bị tử hình Có một tay nhà thơ ở xóm này đã viết điếu văn In hàng nghìn tờ tung ra đường Ông Giàn ơi Hi hi hô hô hu hu Lúc sống ông vơ vét Từ thượng hạng đến hạ cám Ông đa tình đi điếm với hàng chục cô chân dài Việc công bỏ ngọ bổ bịch ngày đêm Tham như ông còn tham hơn mõ thời phong kiến Chơi như ông còn chơi hơn bảo chúa ngày xưa Tiền như lá mít Tình tự suối nguồn Ông chết đi Vườn hoa xã hội mất đi một con sâu tham nhũng Gia đình ông mất đi một đứa con hiếu thảo hiền ngoan Các cửa hàng đặc sản mất đi một thủ trưởng Không thèm nhìn hóa đơn thanh toán Mấy ải chân dài không còn nhân phẩm mất đi một cái mỏ đầy vàng hi hô 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 cúng ông một cái bánh bột sắn nặng hình thiếu nữ quả thân một cái xe hơi một cái nhà lầu làm bằng giấy lộn ông ăn cho no ông chơi cho sướng để rồi ăn kẹo đạn thật ngon thưởng hưởng còn nữa do đình vần giang châu chỉ quan tâm hối lộ và lo nhiều bồ nhí mà quên mất vợ con nên lúc gian bị tội vợ con xa lánh bởi nhiều lần vợ con khó khăn gặp gian hỏi sao không gửi tiền về gian chửi mẹ lũ ngu không có một tí văn hóa nào thế hả ông mày đây không ăn cướp được nhé lương chỉ đủ ăn thôi nuôi con là việc của mày con nhà quê ạ à, còn vú to quả mướp Vú dài quả mướp hãy cút đi Xéo đi kẻo nhức mắt ông Bây giờ nghĩ lại ân hận quá Hôm qua đi qua nhà vợ mình gian tức là Châu bây giờ Thấy cả nhà đang chuẩn bị cái dỗ thứ ba cho mình Mọi người gieo hò ca hát Theo băng nhạc thật vui Châu ướt nước mắt Chào ôi Ta chết mà vợ con lại vui vẻ ca hát Hôm nay gặp nhau dưới gốc đà Nắng trói trăng Nhưng gió lộng thổi trên cánh đồng lúa bát ngát Đang vào thị con gái Châu và ngựa chút bầu tâm sự Đứa nào cũng tiếc nuối một thời vàng son Tiền tiêu không cần đếm Đi chỗ nào có gái chỗ ấy Gặp những cô đoan trang Thì nhờ người có quyền thế Ép buộc để thỏa mãn nhục dục Nếu các cô không cho Thì bị thôi việc hoặc chuyển đi vùng sâu vùng xa cũng như tham khi bị bắt khi nghe tin gian bị vào ngục nhiều cô chân dài làm đơn tố cáo tội của hai tên càng thêm nặng đợi là thế ngựa nói khi ta còn chức quyền thì không thiếu kẻ bợ đỡ nịnh nót khi ta xa cờ lỡ vận thì chúng mong cho ta chết nhanh để giành cái ghế mà gặm nhấm của công anh châu ạ à, Tôi với anh hãy cam kết với nhau Khi được trở lại làm người sẽ sống trong sạch anh nhé Đừng để con chó bị ảnh hưởng Tổ tiên mang vết bẩn Ăn của rừng rưng rưng nước mắt Ăn của dân của nước Thì cái mặt chỉ là cái thớt cho muôn đời dân chúng băm vào còn anh thế nào chứ con tôi thấy bố có của chúng ăn chơi cờ bạc đĩ điếm hồng hết Châu nói còn tôi còn nghiện hút trộm cắp kia kìa Bốn đứa thì vào tù ra tội Còn rơi vãi của chúng ta Vì chúng nó ngoan thế Khổ thật Tại chúng ta hết Ngựa thở dài nói trộm cãi Không đâu Tại số trời đã định Tuy nhiên tôi sẽ nghe anh Chúng ta nếu được làm người lần nữa Sẽ trong sạch Sẽ phải trong sạch anh ngựa nhỉ hai đứa vui mừng trở lại ngựa khẽ cất tiếng hát đợi vắng em cuộc sống sẽ buồn châu hát Rừng ơi ta đã về đây đang hát châu bỗng im bặt rồi giống lên kêu la thảm thiết không được không được rồi ối làng nước ơi không được rồi ngựa ngạc nhiên hỏi không được là cái gì châu nói diệp vương ác quá Lão cho anh và tôi biến thành châu ngựa Và bảo lao động tốt Rèn luyện đạo đức cho tốt Sẽ hóa thành kiếp người Nhưng không phải đâu Hiện tại tôi và anh là súc vật Đang bị chính con người quản lý và sử dụng Chúng ta còn khỏe còn làm được việc Lúc già yếu Ôi thôi Người sẽ cho chúng ta vào lò mổ Thịt xương rủ dai Nhưng đã có nổi áp suất hầm à, mấy phút mà trà tan nát để làm món đặc sản cho những bợm nhậu. Ngựa há mồm một lúc, rồi cũng trời ơi, thế thì chết chết thật rồi. Diêm vương ơi, ông độc ác quá, ông lừa chúng tôi, hu hu hu. To nhất là Diêm vương mà cũng lừa dân chúng, Mới lừa cái súc vật thì còn ra thể thống gì nữa hả rời. Câu chuyện